Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ lại gần Đức Giêsu hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ở lại mà trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, một số bà con trong một số các giáo xứ giáo họ trong giáo phận chúng ta vừa phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề của cơn bão Yagi trong những tuần lễ vừa qua. Và cho đến hôm nay, việc khắc phục hậu quả của những thiệt hại nơi các giáo xứ giáo họ, nơi mỗi gia đình ấy vẫn đang được tiếp tục. Và thưa cộng đoàn, những lo lắng, những muộn phiền, những đau khổ, cả những chết chóc không phải chỉ xảy ra trên địa bàn của giáo phận mà còn liên hệ đến nhiều tỉnh thành của miền Bắc này trong những tuần lễ vừa qua. Chúng ta thấy sự lo âu nơi mỗi người, mỗi gia đình đang phải đối diện với những hậu quả ấy. Nhưng hôm nay, thưa cộng đoàn, Chúa lại ban cho giáo phận Bắc Ninh 10 tân linh mục. Và như tôi vừa gợi ý vào lúc khởi đầu thánh lễ, những linh mục này là những linh mục của ân sủng. Chúng ta nhận ra qua việc truyền chức hôm nay, ân sủng Chúa đang đổ xuống trên giáo phận, đặc biệt cụ thể trên 10 tiến trước đây và gia đình của các thầy. Thế thì ân sủng của Chúa đổ xuống trên những người con cái của giáo phận hôm nay trong ngày lãnh nhận bí tích truyền chức linh mục nói với chúng ta điều gì trong một bối cảnh mọi người đang phải đối diện với những lo lắng, đau khổ, mệt mỏi vì gánh nặng của cuộc sống? Thưa cộng đoàn, chúng ta nhận ra được một thế giới ngày hôm nay không thiếu vắng những đau thương. Không phải chỉ ở Việt Nam, trên thế giới chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Và những vết thương thể lý và những vết thương tinh thần vẫn đang xuất hiện, vẫn đang xảy ra và làm cho con người thời chúng ta đang sống đau khổ. Những người con em của giáo phận chúng ta hôm nay được lãnh chức linh mục. Và với việc lãnh nhận chức thánh linh mục, chúng ta nhận ra ân sủng của Chúa đổ xuống. Và việc Chúa đổ ân sủng của Chúa xuống trong một bối cảnh thế giới và con người đầy những vết đau của thể lý và tinh thần nhằm gì? Nhằm để chữa lành, nhằm để xoa dịu, nhằm để nâng đỡ, nhằm để ủi an. Cho nên kính thưa cộng đoàn, các tiến chức hôm nay với việc lãnh nhận chức thánh linh mục, Chúa đổ ơn thánh của Ngài xuống trên những con người này, để qua những con người này, không phải họ là người khư khư giữ lấy ân sủng của Chúa cho mình, cho gia đình của mình, cho dân họ của mình, cho giáo hội, giáo phận của mình, nhưng qua những con người này hôm nay lãnh nhận ân sủng của Chúa,
họ trở thành máng chuyển ơn sủng của Chúa để chữa lành một thế giới còn đầy những vết thương bởi nghi kỵ, bởi thù ghét, bởi chiến tranh, bởi hận thù. Thưa cộng đoàn, đấy là ý nghĩa của bí tích chuyển chức mà 10 thầy phó tế hôm nay sắp sửa lãnh nhận. Các thầy được lãnh nhận ân sủng của Chúa không phải để giữ cho mình, nhưng các thầy biến các thầy trở chuyển bí tích chuyển chức hôm nay biến các thầy trở thành máng chuyển ân sủng của Chúa. Giống như hình ảnh của bài đọc 1 hôm nay vừa nói với chúng ta trong sách Isaiah: ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như dòng sông, và vinh quang chư dân ta tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ấm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Cho nên thưa cộng đoàn, các tiến chức sắp sửa lãnh nhận bí tích chuyển chức linh mục hôm nay, ơn thánh của Chúa đổ xuống. Và ơn thánh của Chúa đổ xuống biến những tiến chức này trở thành máng chuyển ân sủng của Chúa, mà cụ thể là sự bình an chảy đến cho tất cả mọi người để chữa lành những vết thương còn đang lở loét, còn đang làm cho biết bao nhiêu người đau khổ và bất hạnh trong cái thế giới chúng ta đang sống hôm nay, trên cái mảnh đất chúng ta đang sống hiện tại, trên quê hương của giáo phận, trên quê hương Đồng Chương và những miền liên hệ. Cho nên thưa cộng đoàn, tôi muốn chia sẻ cái điều đầu tiên về chức linh mục mà các thầy sắp lãnh nhận, biến các thầy trở thành những con người chứa đựng ân sủng, và nhất là máng chuyển ân sủng của Chúa để lan tỏa ân sủng ấy đến cho tất cả mọi nơi, mọi người, và mang lại sự bình an, chữa lành những vết thương cách này cách khác mà con người và thế giới đều đang rên xiết vì sự hận thù và lòng ghét ghen của mình. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ về chức thánh linh mục mà 10 tiến chức sắp sửa lãnh nhận dưới ánh sáng của bài phúc âm và trong lăng kính của ngày lễ hôm nay, ngày lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Giáo hội cho chúng ta nghe bài phúc âm nói về lời Chúa Giêsu nói: ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất. Chắc chắn điều ấy thật là ám hợp với khuôn mặt của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà hôm nay giáo hội kính nhớ. Như đầu lễ tôi đã gợi ý, Thánh Teresa đã để lại trong bút tích của mình những tâm tình hết sức là độc đáo: trong lòng hội thánh lạy Chúa con sẽ là tình yêu. Và trong lăng kính của ngày lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu hôm nay, 10 tiến chức này qua việc lãnh nhận bí tích chuyển chức trở thành những linh mục của tình yêu. Và khi trở thành những linh mục của tình yêu thì họ truyền tải cái tình yêu ấy như nào? Chúng ta vừa nghe bài phúc âm vén lên cái khuôn mặt của một Teresa Hài Đồng Giêsu nhỏ bé âm thầm ở trong đan viện, không có bước chân ra khỏi đan viện từ ngày bước chân vào cho đến ngày qua đời. Nhưng mà tâm hồn bà cháy bỏng một khát khao loan báo tin mừng. Trong bút tích Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu để lại, bà có ghi rằng: con sắp đi Hà Nội. Đấy, mọi người cũng biết Hà Nội là chỗ nào phải không? Bà ước ao đặt chân đến mảnh đất truyền giáo xa xôi tại vùng Viễn Đông, mà cụ thể bà không biết là chỗ nào, nhưng mà bà nghe người ta nói đến Hà Nội. Tôi được xem chính cái bút tích bà viết lại bằng tay của bà trên một cái mảnh giấy mỏng, hiện nay còn đang lưu trữ ở nhà kín Sài Gòn. Bà viết là bằng tiếng Pháp: tôi sắp đi Hà Nội. Một con người đặt mình trong khuôn khổ của một đan viện không bao giờ bước chân ra khỏi, nhưng mà bốn bức tường của đan viện không cột trói cái lòng khát khao muốn đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Kính thưa cộng đoàn, bà không có bao giờ đặt chân, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu không bao giờ đặt chân đến Việt Nam và không bao giờ đặt chân đến Hà Nội. Nhưng tâm hồn của bà đã đặt để nơi cái mảnh đất Việt Nam thân yêu này, nơi cái địa danh Hà Nội mà chưa một lần bà
biết đến. Tình yêu của bà thật lớn, dù những ước muốn đấy của bà vẫn chưa trở thành hiện thực. Kính thưa cộng đoàn, với việc lãnh nhận bí tích truyền chức, hôm nay 10 tiến chức đây trở thành những linh mục của tình yêu. Và có lẽ các thầy cũng sẽ được sai đến những nơi đầu sóng ngọn gió của giáo phận Bắc Ninh để thi hành sứ vụ mục tử. Mà đến những giáo điểm giáo họ nhỏ bé thì chắc cũng chả có việc gì lớn lao to tát mà làm. Điều quan trọng phải là làm chuyện lớn. Điều quan trọng phải là làm những chuyện nổi đình nổi đám. Mà điều quan trọng là dù làm những việc nhỏ bé, bình thường, nhưng mà đong đầy và chất chứa trong những công việc ấy một tình yêu vĩ đại như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu vậy. Cho nên thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ và chúng ta sắp sửa chứng kiến nghi thức truyền chức giám mục cho 10 anh em, con em chúng ta đây. Và trong bầu khí của giáo phận, trong bầu khí của ngày lễ phụng vụ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, ta hiểu được những con em chúng ta đây sắp được truyền chức linh mục để trở thành những linh mục của ân sủng và những linh mục của tình yêu. Chúng ta cầu nguyện cho các thầy để các thầy trở thành những linh mục của ân sủng, không phải chỉ giữ khư khư cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình. Nhưng với việc lãnh nhận ân sủng ấy, các thầy biến mình trở thành, để cho mình trở thành một máng chuyển ân sủng, để mang lại sự bình an cho những nơi, những người mà các thầy sẽ thi hành sứ vụ. Và các thầy cũng sẽ trở thành những linh mục của tình yêu. Và cho dù các thầy sẽ thi hành những công việc nhỏ bé, hết sức bình thường, hết sức là kín đáo, nhưng mà các thầy được mời gọi để chất chứa, đặt để vào những công việc mình làm ấy một tình yêu thật lớn lao và vĩ đại. Và điều ấy trước mặt Chúa tốt đẹp hết sức vậy. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các thầy, để các thầy trở thành những linh mục như thế, những linh mục chuẩn bị bước vào năm thánh 2025, những linh mục của ân sủng, để rồi trở thành những máng chuyển ân sủng mang đến bình an cho mọi người, làm mờ đi những bất hòa, những đau khổ, những vết thương bị loang lổ bởi đời sống của con người do hận thù và ghen ghét, ganh tị gây ra, và rồi trở thành những con người của tình yêu, những con người đong đầy tình yêu và lan tỏa cái tình yêu ấy qua những công việc dù nhỏ bé, dù âm thầm, dù kín đáo mấy đi chăng nữa, nhưng mà chất chứa trong mỗi công việc bình thường ấy một tình yêu lớn lao, một tình yêu cao cả. Nói một câu là xong, nhưng mà sống điều ấy một đời không đơn giản tí nào cả. Chúng ta phó thác 10 con em chúng ta đây cho lòng từ ái của Chúa, cho ân sủng của Chúa, cho tình yêu của Chúa, để Ngài biến đổi các thầy trở thành những linh mục của ân sủng, lan tỏa ân sủng ấy cho mọi người, để Chúa biến đổi các thầy trở thành những linh mục của tình yêu, một tình yêu lúc nào cũng đong đầy trong bất cứ công việc gì mà các thầy sẽ thực hiện trong sứ vụ được ủy thác cho mình. Xin tất cả cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các thầy. Xin ông bà cố và gia đình cũng cầu nguyện cho các thầy. Xin quý khách tiếp tục nâng đỡ, dâng những lời cầu nguyện và những hy sinh để giúp các thầy sắp sửa trở thành linh mục của Chúa, những linh mục của ân sủng và những linh mục tràn đầy tình yêu. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ấy trong thánh lễ hôm nay, và cũng là tâm tình chúng ta cầu nguyện cho các thầy khi chúng ta sắp chứng kiến nghi thức truyền chức linh mục.